Đã nghe nói nhiều về việc Sài Gòn hoa lệ, hoa cho kẻ giàu, lệ cho người nghèo. Thế nhưng câu chuyện cuộc đời của hai ông bà bán hộp vịt lộn trên đường Bạch Đằng, Bình Thạnh vẫn làm nhiều người không khỏi xúc động, thương cảm. Gần 70 tuổi, vợ chồng ông Vinh, bà Huê vẫn đều đặn mỗi ngày xếp bàn, xếp ghế, nhóm lửa luộc trứng bán từ 8 giờ đến 1-2 giờ sáng, bất kể trời mưa hay trời ráo, khách đến nhiều hay ít. Sở dĩ ông bà dọn hàng trễ đến vậy là bởi không có tiền thuê mặt bằng, phải mượn tạm khoảng đất trước nhà người ta, nên phải đợi đến khi họ đóng cửa mới được đem trứng ra bán. Cuộc sống của ông bà là vậy, khi người ta nghỉ ngơi cũng là lúc bếp lửa của ông bà bắt đầu cháy sáng. Người ta gọi ông là cụ ông 90 tuổi, không phải vì tuổi thật ông cao như thế, mà bởi vẻ ngoài già nua, khắc khổ, in hằn nhiều biến cố thăng trầm cuộc đời. Bà Huê thì nhỏ xíu, cái dáng người gầy gò, lúc nào cũng tất bật bận rộn, không ngơi nghỉ chân tay một phút nào từ khi mở hàng. Ở cái tuổi 70 mà vẫn còn phải mưu sinh đến 1-2 giờ sáng, chẳng khó đoán cuộc sống của ông bà vất vả ra sao với gánh nặng cơm áo gạo tiền. Tuổi già thì hưởng phúc con cháu, nhưng ông bà lại chẳng được cái phúc phận ấy. Con trai bị bệnh tâm thần đã đành, đứa cháu nội duy nhất cũng theo mẹ nó về nhà chồng mới, thỉnh thoảng mới ghé thăm ông bà một lần. Tình cảm vì thế cũng nhạt dần theo thời gian. Thế là hai cụ già cô đơn, nương tựa vào nhau kiếm tiền tự nuôi sống bản thân và cậu con trai ở nhà. Cũng như là mình lời được 200 đi, thì trong đồ già gặp chất cũng hết 100 ngàn. Chung ra bà cũng ăn gói ghém cho ta, bà cũng ăn sang. Sáng này nói chung không có ăn sáng. Ai ăn sáng ở nhà này không có, quen rồi. Tức là cái trưa có khi ăn mì gói, gói nhà nguyên thùng nó để dành. Ngày trước, cánh trứng hộp vịt lộn của ông bà ế ẩm lắm. Ngày chỉ bán được hơn chục trứng, tiền kiếm được chẳng đủ trang trải cuộc sống. May mắn được một số bạn trẻ chia sẻ thông tin trên mạng xã hội, ông bà buôn bán khởi sắc hơn, những bữa cơm cũng nhờ đó mà đầy đủ, ấm cúng hơn trước. Dạ, mình thường đi ngang trên con đường này, cũng thỉnh thoảng thì ghé nè. Hoặc là không biết ông bà ở đâu, hoặc là chỉ thấy là đến tối là ông bà mới ra dọn ra đây bán. Người ta nói ở hiền gặp lành, không nhờ được con trai, ông bà lại được nhiều bạn trẻ giúp đỡ không ít chuyện buôn bán. Thương ông bà tuổi cao sức yếu, lúc thì anh khách quen bổ củi nhóm bếp, lúc khác lại có chị khách thay ông bà phục vụ bán trứng tính tiền như con cháu trong nhà. Anh cũng thỉnh thoảng ghé à em, ghé ăn trứng rồi cũng giúp luôn chút xíu vậy đó. Thấy ông bà cũng công việc nhiều anh giúp chút xíu. Anh đi về khuya ghé. Công việc của ông bà như vậy đó thì thấy ông bà cũng thân thân quá rồi, không có người làm nên giúp ông bà chút xíu vậy thôi. Nhìn những con người xa lạ, đỡ đần, yêu thương lẫn nhau mới thấy Sài Gòn này sao mà đáng yêu đến thế, giàu tình người đến thế. Nhìn ông bà sớm tối tắt đèn có nhau, mấy ai ngờ được tình yêu của ông bà cũng từng trải qua nhiều sóng gió. Cái nghèo, cái khổ cản trở một phần, phần còn lại chính là miệng lưỡi thế gian. Trước khi đến với bà, ông đã từng có một đời vợ. Là người đến sau, bà khó tránh khỏi những ánh mắt soi mói, dị nghị, thậm chí còn mang danh người thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác. Nhưng miệng đời làm sao đọ lại được tình yêu chân chính.
Một khi người ta đã dành cho nhau thứ tình cảm chân thành nhất, thật lòng nhất thì chẳng có gì phải sợ. Bằng chứng là suốt mấy chục năm qua, ông bà vẫn gắn bó với nhau như thế. Dù có gây lộn, nhưng chẳng bao giờ nghĩ đến cái ngày sẽ rời xa nhau. Ở lúc đầu tiên, người bà có ở với ông, ông cũng có qua lại với bà. Ông thì là, nói chung là ông già, nhưng mà hồi đó mình ổng nuôi bốn miệng. Nuôi bà, rồi nuôi là con trai, rồi nuôi dâu. Bây giờ ông già, ông làm nè. Nay vợ chồng là không phải có chuyện chứ làm sao không có hết là giờ già còn đây nữa. Bao lâu rồi đã hết bao lâu? Năm năm nay là hết đây rồi đó. Ổng chửi, ổng cũng chửi, bây giờ cũng còn chửi á, chửi mình giận. Chửi là làm thinh rồi thôi đó. Ở làm chửi là bà nói người nó dai quá. Rồi ổng làm thinh. Cuộc sống mà, ai chẳng phải lo chuyện cơm áo gạo tiền. Hòa chăng người này may mắn hơn người kia một chút, sống thuận lợi dễ dàng. Nhưng chẳng vì vậy mà ông Vinh, bà Huê thua kém gì những người ngoài kia. Bởi ông bà còn có nhau, có tình yêu son sắt chung thủy suốt mấy chục năm. Không bùng cháy dữ dội, nhưng đủ mạnh mẽ để giúp ông bà vượt qua hết mọi khổ cực. Cũng như chiếc bếp lửa kia cứ âm ỉ cháy mỗi đêm suốt chục năm qua, nuôi sống cả gia đình.